Giải mã giấc mơ, mơ thấy con vịt là điềm báo gì? Mơ thấy vịt thường là điềm báo giá trị bản thân bạn đang xuống thấp, bị người khác xem thường và không nhận được sự tôn trọng như mình mong muốn. Bạn cần xem xét cách ứng xử của bản thân với người xung quanh để điều chỉnh phù hợp hơn. Trong nhân gian thường có câu vịt đẻ trứng vàng, và cũng từ đây mà mơ thấy vịt vàng là điềm báo về tài lộc sung túc, tiền bạc đầy nhà. Mơ thấy vịt bơi lội tung tăng trong nước, giải mã giấc mơ gia đình sung túc, nhàn nhã, hạnh phúc, viên mãn. Bạn có thể vui mừng vì chắc chắn gia đạo được vững bền, có cuộc sống bình an, phúc lộc đầy nhà. Mơ thấy hai con vịt bơi song đôi với nhau là vận đào hoa đến gần, trong nay mai chắc chắn sẽ gặp được tri kỷ trăm năm và gây dựng cuộc sống hạnh phúc bền lâu. Bạn cần phải nắm bắt cơ hội với người mà mình lựa chọn. Giải mã giấc mơ thấy lông vịt. Trong mơ bạn thấy hình ảnh những chiếc lông vịt trắng tốt. Giấc mơ cho thấy tâm trạng hiện tại của bạn đang rất tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này bạn gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giấc mơ báo hiệu sắp tới bạn sẽ có tin vui về tài chính trong công việc hiện tại, có thể là được tăng lương hay được bổ nhiệm chức vụ mới. Ngoài ra, giấc mơ còn là một lời nhắc nhở bạn nên dành nhiều thời gian để ở bên gia đình, bạn bè, có nhiều mối quan hệ tốt trong quá khứ như bạn bè cũ, thầy cô. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp để bạn ôn lại những kỷ niệm với họ. Lông vịt thời phong kiến được dùng làm thứ để lót trong gối chăn cho ấm, nên khi mơ thấy hình ảnh lông vịt cho thấy rằng tình duyên của bạn đang rất tốt. Sắp tới tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng gắn kết hơn. Mơ thấy đàn vịt đang bơi, hình ảnh đàn vịt đang bơi lội thì theo các nhà giải mã cho thấy đây là một điềm báo tốt đẹp. Giấc mơ cho thấy xung quanh bạn có rất nhiều những mối quan hệ tốt đẹp, đáng quý. Sắp tới, nhờ vào những mối quan hệ đó mà giúp ích được nhiều cho bạn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ngoài ra, nếu trong giấc mơ bạn thấy cả hình ảnh của những chú vịt, thì điều đó cho rằng gia đình bạn có thể sắp chào đón thêm thành viên thiên thần nhỏ. Giấc mơ còn cho thấy tình cảm trong gia đình của bạn đang rất tốt, các thành viên hòa thuận vui vẻ. Giải mộng chiêm bao thấy tiếng vịt kêu. Theo giải mã giấc mơ thì đây là một giấc mơ ý nghĩa tốt lành. Trong thời gian sắp tới, nhiều cơ hội trong sự nghiệp sẽ đến với bạn, hãy chú ý để không làm bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Ngoài ra, mơ thấy tiếng vịt kêu còn cho thấy hiện tại bạn đang khá mệt mỏi về một vấn đề nào đó. Một số rắc rối xảy ra khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi và không giữ được bình tĩnh. Nhưng đừng quá lo lắng nhé, bởi sắp tới mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mơ thấy món thịt vịt. Giấc mơ này cho thấy một niềm vui nho nhỏ sắp tới đến với bạn. Trong khoảng thời gian tới, bạn có thể sẽ gặp được một người bạn cũ mà rất lâu rồi mới thấy mặt. Giấc mơ này còn cho thấy bạn rất có thể sẽ gặp được người khác mời tham gia việc tiệc tùng hoặc được ăn uống. Ngoài ra, nếu là học sinh, sinh viên mơ thấy thì chứng tỏ rằng trong thời gian tới đây, nếu có tham gia kiểm tra hay thi cử sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng không nên quá chủ quan, bạn vẫn cần phải cố gắng trong vấn đề trau dồi thêm kiến thức cho bản thân mình, tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện hơn nữa. Mơ thấy món vịt còn cho thấy bạn đang có một ước mơ cháy bỏng nào đó mà bản thân thật sự muốn thực hiện. Vì giấc mơ này có hai mặt tốt và xấu, nên khi mơ thấy bạn cần chú ý cẩn thận hơn trong vấn đề đi lại và ăn uống, tránh để xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn. Mơ thấy vịt chết. Đây là một giấc mơ ẩn chứa điềm xấu, không tốt đẹp. Giấc mơ là một lời cảnh báo tới người nằm mơ rằng trong thời gian tới đây, nhiều chuyện không vui sẽ đến khiến tinh thần bạn mệt mỏi, tâm trạng buồn phiền và hay cáu gắt. Bạn nên chú ý tới vấn đề điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tránh cho việc khiến những người bên cạnh bạn không vui vẻ do ảnh hưởng từ bạn, khiến không khí trong gia đình căng thẳng.
Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận hơn trong việc ra một quyết định nào đó trong thời gian này. Mơ thấy vịt đang đi trên mặt đất. Giấc mơ cho thấy bạn đang gặp phải một vấn đề gì đó trong cuộc sống hiện tại. Có thể là công việc của bạn xảy ra nhiều vấn đề, vì thế khiến bạn buồn phiền, tâm trạng không thoải mái. Con vịt tính vốn chậm chạp, khi lên bờ lại càng chậm chạp hơn. Giấc mơ là một lời nhắc nhở tới bạn cần cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, chậm mà chắc. Không nên nhanh nhẩu, cẩn thận không hỏng việc. Chỉ cần chú ý một chút thì mọi việc sẽ tìm ra được cách giải quyết thôi. Nằm mơ thấy vịt trắng. Nằm mơ thấy vịt trắng là một dự báo về việc sắp bị người khác lợi dụng lừa gạt để trục lợi. Bạn cần cẩn thận với các mối quan hệ làm ăn, công việc, đặc biệt xem xét kỹ đồ của các đối tác khả nghi để tránh bị bán đứng mà không hề hay biết. Nằm mơ thấy vịt trắng nằm phơi lông trên bờ hồ là báo hiệu về việc gia đình và được sự may mắn trong tương lai. Mọi việc đều êm ấm, các thành viên trong gia đình hòa thuận, vui vẻ, yêu thương nhau. Nằm mơ thấy vịt chạy ngang qua đường là điềm báo về công danh, sự nghiệp gặp trắc trở trong thời gian tới. Những dự án suy tính khó mà hoàn thành tốt trong thời gian lên kế hoạch, cần phải bình tĩnh, không nên nóng vội hấp tấp để dẫn đến sai lầm nặng nề hơn. Mơ thấy nhổ lông vịt trắng là điềm báo về tin đồn thất thiệt, biêu xấu bản thân bạn sắp xuất hiện. Điều này khiến bạn gặp phải những lời thị phi, hiểu lầm từ người ngoài. Cần phải cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh kẻ gian lợi dụng, để tung tin đồn nhảm gây ảnh hưởng đến hình tượng của bạn. Giải mã giấc mơ thấy tiếng vịt kêu. Nếu như mơ thấy vịt kêu nhưng lại không nhìn thấy vịt thì cũng là giấc mơ báo hiệu sự tốt lành. Bạn sẽ gặp được một điều may mắn lớn trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, giấc mơ này muốn nhắc nhở bạn rằng điều may mắn lớn sẽ chỉ đến một lần, cho nên bạn cần cảm nhận và nắm bắt lấy cơ hội này. Nằm mơ thấy vịt quay, thịt vịt. Mơ thấy vịt quay là điềm báo trạng thái cảm xúc tinh thần của bạn đang rất căng thẳng, mệt mỏi và dần dần suy yếu. Bạn nên dành thời gian để chăm sóc, hiểu rõ bản thân muốn gì thay vì lao đầu vào công việc hay những thú vui xa đọa. Mơ thấy vịt quay trên thang đỏ cho thấy được cảm giác lo lắng, sợ sệt của bạn về mối quan hệ hiện tại. Bạn đang cần sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Cuộc sống hiện tại của bạn đang cực kỳ cô đơn, buồn tẻ và thiếu sức sống. Mơ thấy vịt liên quan đến con số gì? Nằm mơ thấy vịt chung chung 49. Nằm mơ thấy hai con vịt 229298. Nằm mơ thấy vịt chạy vào nhà 56 68 71. Nằm mơ thấy vịt bị đuổi 30 96. Nằm mơ thấy vịt mổ 77 99. Nằm mơ thấy vịt chuỗi lông 11 57 84. Nằm mơ thấy một đàn vịt 38 55 62. Nằm mơ thấy vịt kêu 04 14 41. Nằm mơ thấy vịt bay lên trời 55 59 79. Nằm mơ thấy cả đàn vịt chết do ôn dịch 34 39. Nằm mơ thấy vịt đang chạy thì lăn ra chết 57 75. Nằm mơ thấy tự tay giết vịt 77 78. Nằm mơ thấy nhổ lông vịt 26 28 84. Nằm mơ thấy ăn thịt vịt quay số 10 12. Mơ thấy vịt đen 31 48. Mơ thấy vịt trắng 16 97. Mơ thấy đàn vịt trắng 30 49. Mơ thấy làm thịt vịt 02 78. Mơ thấy vịt chuỗi lông 00 30. Mơ thấy vịt đang bơi 29 92. Mơ thấy vịt đang bay 39 88. Thông tin vừa rồi tỉ mang tính chất tham khảo.